Thì đầu tiên là chúng ta sẽ có một cái automat này, cái này là cái automat này, nhìn cái này chưa, cái này biết automat rồi gì nhá. Biết rồi. Automat này lại ghi cái màn hình, lại lại ghi cái camera thầy lên. Cái automat này thầy chỉ cái automat trước này. Automat thì cái này thì dễ thôi, bình thường cái chân này, cái là cọc này, nó không nối với nhau đúng không? Mình đây thầy đo đồng hồ này, thầy vặn với thang đo điện trở này. Vặn với thang đo điện trở nhân với 1K này, thì nếu mà thầy chạm hai que rồi lại đồng hồ lại lằng nhằng rồi, chắc không nào thì đây dạ. Khi mà hai que đo của thầy nó rời nhau thì cái kim này này nó chưa quay đúng không? Giờ thầy chạm vào nhau thì kim nó quay lên này, đó kim nó quay lên. Thì tương tự như thế, khi mà thầy cắm hai que đầu này, cắm ở hai đầu này thì nó không, do là nó không nối cho nên là kim nó chưa quay. Giờ thầy bật lên này, bật cái áp lên này, đấy thì kim nó quay, tức là ở đây nối ở đây, dạ, đấy cái áp nó tác dụng của thế rồi, đó. Bên này cái cọc bên này thế, thế là cái áp này là tốt này nhá. Thế là automat đầu tiên đấy, thì automat ở trên trên cái mạch nhà Ketsimu ấy, lại lại ghim Ketsimu lên, thì cái automat ở trên Ketsimu chính là cái chỗ này này, cái chỗ này đấy. Nếu mà áp đây là áp hai cực, à không, cái này khởi à, thầy quên tuần nhầm nhầm ở chỗ này. Đây đây, full discount này. Nhá, chọn cái này này. Đấy. Phóng to lên một chút. Giữ control và cuộn chuột nó phóng to lên. Thì cái này là cái ad này. Đấy. À, tiếp tục cái nguồn điện ấy thì thầy sẽ nối một cái đầu của ad nối với nguồn điện. Đây, nguồn điện lấy ở đây. Em chọn LN đây. Nối là chọn dây này, dây đỏ này, đó đây là nguồn điện. Thì đây ở trên 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 hình thật của thầy, thầy lấy cái dây điện này nhá, dây điện thầy nối trước rồi này. Dạ, dây thầy nối trước rồi đây. Đó, thế là xong một đoạn này. Thì thì để điều khiển cái bóng đèn ấy thì thầy phải dùng một cái khởi động từ, đây khởi động từ đây. Đó, cái màn hình này, các bạn nhìn thấy cái camera thấy khởi động từ đây. Khởi động từ này thì nó có 3 phần. Nhá. Thứ nhất là các cái lỗ này. Đây. 6 cái hàng lỗ to ở giữa thì nó là cái gì? Người ta gọi là tiếp điểm chính. Nhá, tiếp điểm chính. Còn hai cái cặp, hai cái má bên này này, cái này này. Dạ. Và bên này người ta gọi là hai tiếp điểm phụ, được chưa? Và cái thứ ba nữa là cái hai cái cọc này, đây các bạn nhìn thấy hai cái cọc, hai cái lỗ này để vặn dây vào đây, người ta gọi là cuộn hút, chưa? Ở chỗ này vậy là có ba phần như vậy. Thì bây giờ thầy lại chỉ ở trên Ketsimu này, thì khởi động từ ấy, thì nó có ba cọc này, thì bây giờ ba cái tiếp điểm chính, ba cặp tiếp điểm chính thì các bạn lấy ở chỗ này. Là contactor này, xong lấy ở đây. Ừ. Đây chính là ba cái tiếp điểm chính của nó. Nhá, ba cặp tiếp điểm chính bao gồm cặp 12, cặp 34 và cặp 56. Chưa? Thì ta nối vào thôi. Vậy thì ta sẽ nối vào cái khởi động từ này. Nối từ cầu chì này vào khởi động từ đây. Nhá, cầu chì vào khởi động từ. Nối dây đỏ này cho dễ nhìn này. Dây xanh cũng nối vào khởi động từ. Thì cái đầu phía dưới này này. Dạ, đầu phía dưới này thầy sẽ nối vào bóng đèn. Chưa, nối vào bóng đèn. Đấy. Bóng đèn đấy. Đúng rồi, đó. Ừ. Còn cái chỗ này vòng vào đây, vòng đây
Đấy, thì khi mà khởi động từ đấy đóng ấy, thì bóng đèn lên sáng thôi, đúng không? Đây thầy nối luôn rồi cho bạn, nối vào bóng đèn nhé. Chúng ta sẽ thầy sẽ nối từ từ đây đến đây này, cái đoạn từ khởi động từ đến áp, khởi động từ đến áp, chọn 2 cái dây. Cắt dây xong rồi thì tuốt dây, tuốt dây đó. Từ hai đầu rồi thì dây trắng thì thầy coi nó là dây xanh đi, nối vào cái áo này nó chắc là sắp hỏng, nối vào đây, nối vào. Thì dây bên này thì nối vào, ta nối vào đâu, ta nối vào cái tiếp điểm này, được chưa? Nối luôn vào tiếp điểm này. Đến dây dây đỏ, dây đỏ thì cũng tuốt dây thôi. Tuốt dây này. Đây ta nối với cái cặp cái tiếp điểm như này. Đấy. Thì còn bên này này. Cái này ta nối với bóng đèn đúng không? Ta nối với cả hai sợi của bóng đèn. Cái này để tí cái bóng đèn tí sau. Dạ. Đấy, thế là xong này. Đây là như thế này là xong mạch nhà, xong mạch lực. Người ta đấu mạch điều khiển. Làm sao để đấu được cái hai cái nút bấm này? Làm sao để nhấn nút, giả sử nhấn nút vàng này thì đèn sáng, nhấn nút đỏ đèn tắt. Thì đèn sáng đèn tắt chẳng qua là một khi mà cái khởi động từ nó hút xuống, đúng không? Khởi động từ nó hút xuống này thì đèn sáng mà nhả ra đèn tắt thôi. Làm sao để thế? Thế đây chúng ta lấy một cái nút bấm này, boost button này. Lấy một cái nút bấm thường đóng này. Thì cái nút bấm này thường đóng này ở đâu? Cái nút bấm này nó có 4 cái cọc này, tức là có 2 cặp tiếp điểm. Nó sẽ bao gồm một cặp là thường đóng và một cặp là thường mở. Được chưa? Cái cặp màu đỏ này có cái màu đỏ này là thường đóng. Thường đóng tức là bình thường là hai cái cọc này. Hai cái lỗ vít này nó nối với nhau, tức là thông thông mạch. Mình đo đây đây, đây, đây. Để đo cho bạn xem này. Rồi đo bên màu đỏ nhá, rồi nó thông với nhau này. Đấy, các em nhìn thấy cái kim đồng hồ quay không? Được chưa? Kim đồng hồ quay này. Đấy, là thường đóng là như thế, là khi chưa nhấn nút là hai chân này nó thông với nhau. Đó. Kê cái gì lên cho cái đồng hồ nó đỡ bóng. Được. Hai chân này nó thông với nhau. Đấy. Còn nếu mà khi nhấn nút ấy, thì là sao? Khi nhấn nút thì hai chân này nó nhả ra, tức là nó không thông nữa.
được chưa? Đấy là cái thường đóng. Thì trên nút bấm này, à trên cái một cái nút bấm thì nó có luôn hai cặp, một cặp thường đóng và một cặp thường mở. Thì cặp thường mở ấy, thì nó chỗ nó có cái màu xanh này này. Người ta đo vào, người ta kiểm tra này. Khi mà chưa nhấn ấy, thì nó không thông, kim nó vẫn đứng yên này. Nhấn vào này. Đó, nó thông với nhau rồi kim quay. Được chưa? Đấy là đấy cặp thường mở. Thì ở cái nút S này, thì quay lại cái kết ECMO. Thì cái nút S này bây giờ thay đổi nó thành nút nút off đi. Off. Đó. Thì thầy sẽ sử dụng cái cặp thường thường đóng. Được chưa? Thì một đầu sẽ nối vào cái chân dây một đầu nối vào dây lửa, được chưa? Một đầu nối vào dây lửa đây nối như này. Đấy. Nối ra này. Nối xuống đây. Đấy, nối như thế. Chờ bây giờ thấy lại nối ở trên mạch này. Ở trên trên thiết bị này. Đấy, ta nối thêm vào đó. Nối thêm cái dây chỗ này vào đây đó. Nối vào đây rồi. Thì cái đầu của dây còn đầu còn lại ta nối với cái cặp thường cái nút bấm thường đóng, cái cặp thường đóng rồi cặp thường đóng là cái cặp màu đỏ này đây ta nối vào đây. Là cặp thường đóng nó có số chân này này, cái nếu các em nhìn kỹ ở trên này nó có số 11, 12, 12 với cả 11, ở trên này nó có số chân luôn này. Nếu các em có đây số 11 này. Thấy không? Đấy, số 11 này. À đây số 12. Cái này là số 11. Thì nó tương ứng với cả trên cái két ECMO này cũng là 11 với 12. Được chưa? Thì các bạn nối rất là dễ, chân 11 nối chân 11. Chân nào nối chân 11 là nối vào luôn. Đấy, cặp thường đóng là 11 12. Cái này là quy định của bọn đại không biết châu Âu là thế giới nữa cho nên yên tâm các thiết bị điện công nghiệp này là nó chế tạo theo chuẩn à, nhiều khi ta cứ theo cái số chân nếu ta nấu nhá. Ví dụ tương ứng với cả thế là thế này nó cũng có số chân này, cái con cuộn dây nó cũng có số chân ở trên này, yeah. Chân 3 này, bên này 4 này, đây là 3 này, 4 này. Còn bên này nó là 5 với cả 6. Đúng không? Đó. 5 bên này, 6 đấy. Đó. Trên này nó ghi số chân luôn. Đấy, bên đây là một đầu của thường đóng người ta nối đấy. Thì đầu còn lại đây là chân số 12 này. Chưa nối đâu. Thì người ta sẽ nối vào cái, chúng ta sẽ nối vào cái nút thường mở. Nối với cặp thường mở thì đây là nút on đi. Thì cặp thường mở đây là cặp thường mở của cái nút khác nhá, của cái nút nút on nữa, không phải là cặp thường mở của cái nút đấy đâu, thấy chưa? Đó. Của nút khác người ta nối vào đây, nối vào đây. Ừ. Thì bây giờ chân 12 đối với chân 13. Và đây trên này nó không ghi 13 mà nó ghi 23 cũng được. Yeah. Nối dây vào. Đây, nối sang này. À, chân 13 bên này. Nói chung bên nào cũng được. Bên 13, nối 13, 14 thì ta đảo ngược lại nó. Đúng không nào.
nó chặt kìa, từ ra xong rồi đến đây rồi. Giờ cái đầu dưới của cái nút on này, hay tức là chân 14 này nối với đậu, thì nó sẽ nối với cái cuộn hút của khởi động từ. Đây ta lấy cuộn hút ở trên cái này, xung đây chỗ này, cuộn hút ở đây, nối đây, nối dây vào. Còn cái đầu còn lại của cuộn hút thì ta nối với cả, thôi để đi. Còn cái này là cuộn hút của khởi động từ này. Nhưng mà với phần mềm kết ECMU, các bạn chú ý này, khởi động từ ở trên này cái tiết điểm nó đã tên là KM rồi. Thế cho nên là cái cuộn hút này mình phải đặt tên chung nó là KM nhá. Cũng phải là trừ KM. Đây, ở trên cái mạch ấy, trên mạch thì hai đầu của cuộn hút là hai cái lỗ này, hai cái răng này. À trên cái khởi động từ ấy, là cái lỗ này. Dạ. Chúng ta nối là nút bấm thừa với cả một đầu này. Dạ, nối vào. Dạ, nối nút bấm một đầu. Đây, thì lấy cái dây này, nút bấm. Đây, đầu còn lại thì nút đấy. Nối cái đầu khởi động từ đây thì trên này nó cũng có tên, nó đều có tên cả đấy. A1 A2 đấy. Số chân đây cũng là A1 A2 này. Nếu các bạn có một cái ở trước mặt đấy thì các em sẽ nhìn thấy chân A1 A2 ở đây, ta đút vào chân A1 thì nối vào A1 đây. Cho A1 A2 thì không phân biệt chân nào, các bạn có thể cho vào A1 hoặc cho vào A2 là được. Thì cái đầu còn lại của khởi động từ nối đi đâu? À, đầu còn lại của cuộn hút khởi động từ nối đâu? Thì nó sẽ nối vào cái dây mát này, rồi nối vào cái N này, rồi nối vào cái N này, nối vào cái N này. Đó. Thầy nối tiếp. Nó còn lại khởi động từ nối với cả dây cái N. N ở trên mạch là cái này đấy, đúng không? Cái dây trắng này. À, N ở trên thiết bị này. Đúng rồi. Rồi, đó là nối lại của khởi động từ nối đây. Đó. Rồi. Đã xong đây rồi. Chưa. Thế thì bây giờ ta chạy mô phỏng xem nó chạy như nào. Thì khi mà đóng ngoài vào này. Chưa, thì nếu mà ta ấn nút on thì sao? Thì có dòng điện chảy từ chỗ L này qua đây. Qua cuộn hút thì tạo ra lực 500 điện, đúng chưa? Là cho điện thì nó hút cái tiếp điểm bên này nhảy vào, dính vào thì khởi động từ nó sẽ hút vào. Đây thầy ấn nút on này. Đó, thì nó hút, được chưa? Còn nếu mà nhả ra thì sao? Nhả nút on ra thì nó tắt. Được chưa? Đó, ấn vào này. Nhả ra này, ấn vào, nhả ra. Đó. Bây giờ thầy lấy thêm một cái bóng đèn nữa cho các bạn nhìn rõ. Có cần bóng đèn không hay là chỉ nhìn thấy khởi động từ nhảy là được? Chưa? Bây giờ vấn đề là nhấn vào nhả ra thì nó tắt, thế thì không chưa đủ, biết làm nào để nhấn vào này nhả ra thì nó vẫn sáng.
Thì người ta làm thế này này, là bên cạnh cái khởi động từ này nó có một cái tiếp điểm phụ, một cặp tiếp điểm phụ. Thì khi mà người ta sẽ nối tiếp điểm phụ vào đây, nối như này, chúng ta lấy một cái tiếp điểm phụ đây, lấy cái này đó, đặt ở bên cạnh này, được chưa? Nối tiếp điểm phụ này với cả song song với cả cái nút bấm nút on, song song với cái nút on, chưa? Và nhớ cái tiếp điểm phụ này cũng thuộc cái khởi động từ này, cho nên là khởi động, cho nên là nó phải tên là trừ km nhé. Và các em chú ý nó phải giống tên nhau thì nó mới là một cái, còn nếu khác tên nó là khác khác thiết bị. Thế là ba cái này, đây đây và đây là chung một thiết bị, ở trong một thiết bị, đúng không? Cái trừ km 13 14 là cái này, còn cái km đấy là cuộn hút ở đây, là cuộn hút ở đây, còn cái trừ km 3 4 5 6 là cái tiếp điểm trên này nhá. Đó, bây giờ ta chạy mô phỏng này, đóng cầu chì vào này, đóng át lên này, sau đó ấn nút này, đó thầy nhả ra rồi, các em nhìn thấy cái nút này nó nhả ra này, đúng chưa? Nhìn thấy nút này nó nhả ra rồi thì mặc cái này nó vẫn hút, cái này vẫn chạy. Lý do là thế này, khi mà các em nhấn nút ấy thì có cái này, cái A1 A2 này có điện này, hút tiếp điểm đây, đồng thời cũng hút luôn tiếp điểm đây, được chưa? Hút như thế thì ngay thì có dòng điện nó chảy qua hai hướng, đúng không? Hướng từ trên xuống và hướng vòng vào đây. Khi mà mình nhả on ra thì vẫn còn cái dòng điện chảy qua cái đường 13 14 này xuống A1 A2, thì cái này vẫn duy trì hút và cái này vẫn hút. Đó. Bây giờ muốn nó tắt đi thì ta chỉ cần đợi nút off thôi, là ngắt điện của thằng này. Ngắt đoạn này thì thằng này mất điện, thì lập tức cái này nhả ra, thằng này cũng nhả ra. Ấn nút off. Đó. Là như thế. Bây giờ thầy chạy thử cho bạn xem nhá. Giờ thầy chưa nối cái tiếp điểm, chưa nối cái KM 13 14 vào, chưa nối nhá. Chưa nối để xem nó hoạt động như nào. Rồi. À, quên. Trước khi làm ấy thì thầy nhắc các bạn một việc là trước khi cắm điện nhá, là các bạn nên đo xem là mạch có bị chập không. Đo bằng cách thế này. Đo bằng cách là các bạn cắm luôn hai que đo vào hai chân của cái một chân L, một chân N, là một que đối với L, một que đối với N, xem nó có chập không. Nếu nó chập thì kim nó sẽ quay lên đấy, kim quay là chập đấy, kim quay kịch với bên này là chập, thì chúng ta phải kiểm tra lại đấy. Và đóng đóng an lên, đo thử xem nó chập không, không đúng không, yên tâm, yên tâm có điện đấy. Rồi để đóng an lên này đó, bây giờ nút cái nút on này. Đó, cái có nhìn thấy cái khởi động từ nó hút đúng không? Giờ nhả ra này, nhả tay on này, ấn này, nhả này, ấn, nhả, được chưa? Đó. Giờ, bóng đèn chỉ còn đối với hai cọc của bên này thôi, là đường mà người ta cấp nguồn lên rồi. Hai cái tiết điểm, rồi ta test thử này, cắm điện này, bật than này, nhấn nút này, được chưa? Nhả này, đấy, khởi động từ từ mà chạy thì là bóng đèn. Nhưng mà có thể nhả tay thì đèn chắc. Thì bây giờ ta làm, thì ta làm nốt nối nốt cái chân 13 14 km này song song với cái thường đóng này, à thường mở này. Thầy sẽ dùng 2 giây này, được, 2 giây này. 2 giây nối nốt. Thì một đầu sẽ nối vào, đầu cho nó chân 13 của cái nút on này, đây chân 13 này, ta đổ thêm vào đây đó,
Đấy. Thì đầu này đối với cả cái tiết điểm phụ, tiết điểm phụ thì có hai cặp, tức là có hai cái tiết điểm phụ nha, thì người ta gọi là cái má. Nhưng mà mỗi tiết điểm phụ thì lại có hai cặp tiết điểm, một cặp là thường đóng và một cặp là thường mở. Thì cái cặp thường đóng ấy thì nó ở trên này, còn cặp thường mở ấy nó ở dưới này. Đấy, chú ý vậy. Thế vậy ta sẽ đấu vào chân hai chân ở dưới. Một cây, cái còn lại nữa là lấy nốt, nốt nốt. Cái này hơi nhỏ. Nối mạch nhé, các bạn muốn nối từ từ, đến đâu thì mình dò đến đâu mình nối đến đấy. Chưa? Từng đoạn một là nó ra mạch thôi. Vấn đề là cái sơ đồ của mình nó phải đúng. Mình chạy ngon lành, sơ đồ ngon lành thôi. Thì lúc lắp mạch thì cứ lắp theo sơ đồ là chạy. Chứ đừng có chuyện là sơ đồ mà chưa chạy mô phỏng. Mà đã lắp mạch thì kiểu có ngày chập cháy đến cùng ấy. Đúng rồi, cái cặp cặp thường đóng không, cái này bị hỏng à? Tôi ta triển khai tiếp, bật an lên này, ấn nút lại nhả ra này, được chưa? Đèn vẫn sáng đúng không, đèn sáng. Bây giờ muốn nó tắt đấy thì có ấn nút này nữa thì nó không tắt, nhưng mà phải ấn nút off này nó mới tắt này. Được chưa? On này. Đến cái này nó mới tắt đấy. Đấy. Thế là cái mạch on off đơn giản. Chưa? Mạch đơn giản nhất, mạch gọi là mạch vỡ lòng đấy.